Từ hài nhi bắt đầu nhập đạo chương 818, nguyên thần, thất cực cảnh. Biết được thiếu niên truyền kỳ kia sắp đến, không ít người trẻ tuổi của hạ gia đều vô cùng phấn khích, vừa tò mò vừa sùng bái. Sinh ra trong gia đình tướng lĩnh, mặc dù mang theo vinh quang của hạ gia nhưng về cơ bản đều có ý thức sùng bái sức mạnh, dù sao thì giao thủ trong quân đội, vốn không đấu võ mồm, chỉ so tài quyền cước. Mà phần lớn những người sinh ra trong gia đình tướng lĩnh đều thẳng tính, cũng không thích nói những lời hoa mỹ, cảnh giới thực sự, công tích thực sự, chính là thứ khiến người ta tin phục nhất. Mà Lý Hạo có cả hai thứ này. Cho dù là tu vi tứ lập cảnh khiến người ta ngưỡng mộ, hay là công huân chém giết yêu vương thì bất kỳ thứ nào cũng khiến những người cùng tuổi phải ngước nhìn. Lúc đầu nói hắn 14 tuổi đã là thập ngũ lý cảnh, theo lý mà nói đến thập ngũ lý cảnh thì tốc độ tu luyện sẽ chậm lại, vậy mà hắn lại tăng tốc đây chính là hạo thiên tướng quân sao, quả là trẻ tuổi như trong truyền thuyết. Nghe nói cúc chủ bạo thực bị hắn chém chết, trong thái bình đạo cảnh, hắn cũng là một vị sát thần. Nhiều đệ tử hạ gia đứng từ xa nhìn, nhỏ giọng bàn tán. Trong số đó, một số thiên tài có thiên phú tuyệt vời, cũng có ánh mắt phức tạp, không phải ghen tị, mà là cảm thấy chênh lệch quá lớn, tự tin bị tổn thương. Họ vẫn đang cạnh tranh với những người cùng tuổi, chưa thể độc chiếm vị trí cao, còn thiếu niên kia lại được bậc trưởng bối, thậm chí là tiền bối của họ vây quanh, như chúng tinh phủng nguyệt, hạt lập kê quần. Khoảng cách này quá lớn. Đợi đến phòng khách của Hạ Gia, Lý Hạo cảm nhận được bầu không khí nồng nhiệt của Hạ Gia, lập tức nói với Hạ Linh Lung, muốn đi xem lăng uyên cát. Hạ Linh Lung cũng nhận ra dường như Lý Hạo không thích ồn ào, thiếu niên này có một cảm giác tĩnh lặng trong xương cốt, ở bất cứ nơi nào, cũng giống như ngồi trên đỉnh núi tuyệt phong, tĩnh lặng xa xăm. Lập tức để nhiều đệ tử hạ gia rời đi, sau đó dẫn Lý Hạo đến lăng uyên cát. Lý Hạo để tịch nhang đến chỗ chúc hỏa thần trước, ở đây chờ. Sau đó lại dặn dò lão gia tử hạ uyên vũ, giúp chăm sóc nhậm thiên thiên. Suốt dọc đường nhậm thiên thiên vừa căng thẳng vừa bối rối, đồng thời trong lòng lại tràn đầy phấn khích và kinh ngạc, không ngờ Lý Hạo ở phủ thần tướng hạ gia, lại có thể được đối đãi như vậy. Thấy Lý Hạo sắp rời khỏi, trong lòng nàng lập tức căng thẳng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nở một nụ cười khiến Lý Hạo yên tâm. Hạ Uyên Vũ thấy tiểu cô nương này bối rối trước phủ thần tướng uy nghiêm, tránh cho tiểu cô nương này quá căng thẳng, liền dẫn nàng đến viện của mình. Bên kia, Lý Hạo đến Lăng Uyên Các. Hạ Linh Lung cười nói, "Hạo Thiên tướng quân, đây chính là trọng địa của hạ gia chúng ta, Lăng Uyên Các, khí phách ngút trời, tổ tiên xây dựng các này" chính là hy vọng hạ gia chúng ta có thể thu thập toàn bộ võ học thiên hạ cung cấp cho hậu nhân tùy ý tu luyện nắm giữ công pháp của vạn gia tạo ra một thời kỳ võ đạo thịnh thế rực rỡ lý hạo gật đầu nói nếu là thời kỳ võ đạo thịnh thế thì cần phải chia sẻ công pháp ra ngoài hạ linh lung hơi sửng sốt nhìn thiếu niên một cái mỉm cười nói hạo thiên tướng quân nói đúng hạ gia chúng ta vốn cũng định đưa công pháp hạ phẩm trung phẩm vào các võ quán khắp nơi truyền thụ cho bách tính. Mặc dù làm như vậy lại phải đấu khẩu với đám văn nho trong triều nhưng cũng không khó lắm. Cái khó hiện nay là yêu ma hoành hành ở biên giới, ngoại ưu chưa trừ, sợ rằng sẽ xuất hiện nội loạn. Lý Hạo có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra. Ngoại ưu là yêu ma, nếu công pháp võ đạo được chia sẻ một cách dễ dàng, thậm chí miễn phí, số lượng võ giả thiên hạ sẽ tăng lên nhanh chóng, mà võ giả nhiều thì dễ loạn, dễ gây ra nội loạn một số võ giả giang hồ, mặc dù có võ đạo nhưng không có võ đức, chỉ cần lợi dụng để làm việc, cạnh tranh lẫn nhau, thay yêu ma làm việc cũng không sao, chỉ cầu một chữ lợi. Nếu yêu ma xâm nhập, câu kết với những tông môn giang hồ này, nội ưu ngoại hoạn cùng bùng nổ, loại võ đạo này được thúc đẩy ngược lại sẽ khiến đại vũ suy vong nhanh hơn. Nhưng muốn trấn áp yêu ma, lại phải bồi dưỡng thêm nhiều võ giả, đây là điểm mâu thuẫn. Nếu quản lý võ giả thì chẳng khác gì với việc biên chế vào quân đội, nếu số lượng nhập ngũ lớn, quản lý ăn uống và tu luyện tài nguyên lại là một khoản chi lớn, những lúc bình thường không có chiến tranh thì gánh nặng quá lớn, không thể giải tán. Một khi giải tán, những võ giả này sẽ gây loạn khắp nơi, có thể trở thành giặc cướp, lại là tai họa cho bách tính. Vì vậy, triều đình vừa muốn mượn võ giả để diệt yêu, vừa phải kiểm soát số lượng võ giả trong đó biện pháp cân bằng là một việc rất tốn công sức cũng có vô số phương pháp và sách lược tuyệt vời không thể nói hết được vạn vật giống như âm dương nhưng khó mà cân bằng lý hạo nói xử lý thiên hạ này hắn không giỏi điều đó cần phải nhìn thấu lòng người mà lòng người đã nhìn thấu cuộc sống khó tránh khỏi vô vị hắn có thể chịu đựng sự cô đơn khi uống rượu một mình nhưng không thể chịu đựng được sự vô vị của cuộc sống hạ linh lung nghe lời lý hạo nói trong mắt thoáng qua vài phần suy tư sau đó nhìn thiếu niên này một cái thật sâu nhẹ giọng nói hạo thiên tướng quân mời ngài muốn xem bao nhiêu ngày ở bên trong cũng được chỉ cần hứa tuyệt đối không truyền ra ngoài ta sẽ không cô phụ sự tin tưởng của gia chủ hạ gia lý hạo nói sau đó hắn lập tức bước vào lăng uyên cát trong lầu cát này chất đầy công pháp bí tịch lý hạo nhìn quanh một lượt cách bài trí bên trong cũng giống với thính vũ lâu hắn cũng không lãng phí thời gian nhanh chóng lật tìm những cuốn sách này thu từng cuốn một vào bản điều khiển trước đây hắn thu thập công pháp bí tịch là chọn lọc nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian hắn không đi suy diễn từng cái một xem có hoàn toàn trùng lập vô dụng hay không mà quyết định cứ thu thập trước đã dù sao thì trong bản điều khiển ngoài việc chiếm tên thì cũng không có gì bất lợi từ sau trận chiến ở thành thanh châu giết chết hai phân thân của hoang thần, trong lòng Lý Hạo cũng đã giống lên hồi chuông cảnh báo, mặc dù hiện tại hắn đã là Thái Bình Đạo Cảnh, trong đại vũ thần triều, những cường giả có thể thắng hắn, trên mặt chỉ có một người, cộng thêm những người ẩn nút, có thể không quá ba người. Nhưng hai vị hoang thần kia đều là văn đạo cảnh, nhưng bọn họ vẫn chưa tấn công đại vũ thần triều, mà lợi dụng những thế lực yêu ma ở bên ngoài biên giới để kiềm chế, nếu không phải lần này hắn ra tay, bọn họ còn định ẩn núp trong bóng tối nếu thực sự muốn xâm chiếm đại vũ thần triều chỉ cần giết chết bệ hạ tàn sát hoàng tộc là có thể trực tiếp chiếm tổ chim sẻ sau đó ra tay ở đế đô tiêu diệt năm phủ thần tướng đây mới là con đường tối ưu đối phương không làm như vậy không phải là ngu ngốc thì là không thể làm được hoặc là vị chân nhân của càng đạo cung kia quá mạnh hoặc là lực lượng ẩn núp của đại vũ thần triều khiến bọn họ kiên dè còn phải mượn thêm lực lượng bên ngoài để ép ra mà hiện tại hai phân thân của hoang thần này bị hắn giết chết chắc chắn sẽ coi hắn như cái đinh trong mắt chỉ là phân thân thôi mà đã đáng sợ như vậy nếu gặp phải bản tôn lý hạo cũng không có nhiều nắm chắc có thể thắng có thể tiếp tục nâng cao một số lực lượng thì sẽ có thêm một số nắm chắc lúc này các công pháp bí tịch được thu thập những công pháp luyện thể cũng không ngoại lệ lý hạo đều thu thập vào bản điều khiển dựa vào nhục thân đạo bát đoạn để suy diễn công pháp luyện thể, suy diễn công pháp trung hạ phẩm thành thượng phẩm, thượng phẩm thành tuyệt học, sau đó hợp nhất với nhau, tạo ra nhiều công pháp thượng phẩm hơn. Theo từng cuốn công pháp được thu thập, một lượng lớn thông tin tràn vào đầu óc Lý Hạo nhưng với thể chất hiện tại của hắn, hắn hoàn toàn có thể tiêu hóa một cách dễ dàng. Hàng chục cuốn, hàng trăm cuốn, hàng nghìn cuốn, toàn bộ công pháp bí tịch trong lăng uyên cát, dưới sự du đảng của Lý Hạo, đều được thu thập vào bản điều khiển trong khi đó lý hạo phát hiện ra rằng hầu hết các công pháp này lại thiên về luyện thần và ngự vật công pháp luyện thể không nhiều các loại công pháp như kiếm pháp quyền pháp đao pháp cũng không nhiều lý hạo từng nghe nói năm phủ thần tướng đều có sở trường riêng lý gia thì học tạp hạ gia thiên về luyện thần còn vương gia thì công pháp quỷ dị giỏi tu luyện hóa thân điều khiển khôi lỗi con rối và cơ quan ở thần du cảnh và thập ngũ lý cảnh người hạ gia thường mạnh hơn các phủ thần tướng khác công pháp luyện thần mạnh nhất của họ thậm chí còn gần bằng hoàng tộc công pháp ngự vật cũng vậy điều này khiến lý hạo không khỏi kinh ngạc cảm thấy mình đã đến đúng nơi rồi sau khi từng cuốn công pháp luyện thần được thu thập lý hạo nhanh chóng tiêu hóa bằng ngự đạo thất đoạn khí tức thần hồn trong cơ thể hắn từ từ tăng lên sau đó càng lúc càng nhanh Lý Hạo lập tức bao phủ đạo vực lên người mình, ngăn cách khí tức, ngồi xếp bằng tu luyện tại đây. Thần hồn của hắn hiện ra sau lưng, như một chiến thần màu vàng, toàn thân bốc cháy ngọn lửa, ngưng luyện thần hồn. Luyện thần pháp tuyệt phẩm đỉnh cao của đại gia tộc, cao nhất chỉ là luyện thần 20 dặm. Luyện thần pháp đỉnh cao của hoàng gia thì luyện thần 30 dặm. Lý Hạo vốn có 3 cuốn luyện thần pháp đỉnh cao của Lý gia lại có phong lão giúp hắn đánh cấp cuốn luyện thần pháp đầu tiên của hoàng gia, tu luyện thần hồn đến cấp bậc có thể thần du 50 dặm. Bây giờ tu luyện đến tứ lập cảnh, thần hồn tự nhiên cũng tăng cường theo, có thể dễ dàng bay ra ngoài trăm dặm. Nhưng khoảng cách này là dựa vào đạo niệm của hắn, cũng như sự tu luyện thần hồn khi cảnh giới tăng lên, bỏ qua những sự tăng cường này, ở thần du cảnh, cực hạn của hắn vẫn là 50 dặm. Mà muốn tu luyện thần du cảnh đến cực hạn Lý Hạo đoán, ít nhất phải là 100 dặm. Lúc này, theo từng cuốn công pháp luyện thần được suy diễn, Lý Hạo tu luyện tại chỗ, thần hồn kết ấn, thần hỏa lan tỏa. Tất cả những điều này đều bị đạo vực ngăn cách, ngay cả nhiệt độ cũng không truyền ra ngoài. Theo quá trình tu luyện, thần hồn của Lý Hạo cũng không ngừng biến đổi, hấp thụ lực lượng nguyệt hoa trôi dạt giữa trời đất, luyện thần bổ khuyết. Công pháp luyện thần giống như yêu ma nuốt chửng tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện nhưng hầu hết yêu ma ngoài thiên phú dị bẩm chỉ có thể hấp thụ nguyệt hoa vì nguyệt hoa ôn hòa nhật tinh mãnh liệt dễ bị đốt cháy thần hồn khi hấp thụ nhưng bây giờ theo thần hồn tăng lên lý hạo đồng thời hấp thụ lực lượng nhật nguyệt giữa trời đất thần hồn bùng cháy ngọn lửa thần dương nóng rực tỏa ra hơi thở kinh khủng chỉ cần thần hồn va chạm lý hạo có thể dễ dàng đốt cháy thần hồn của người khác theo sự ngưng luyện của thần hồn không ngừng tăng lên, sự liên kết giữa thần hồn và bản tôn cũng trở nên chặt chẽ hơn, trong quá trình tăng cường nhanh chóng này, Lý Hạo có một ảo giác, có lẽ tu luyện thần du cảnh đến cực hạn, chỉ cần thần hồn bất diệt là có thể trường sinh, phải biết rằng, trong trường hợp bình thường, khi thân xác bị hủy diệt, thần hồn thường rất yếu ớt, cần phải nhanh chóng tìm vật để nhập vào, nếu không sẽ bị thần nhật đốt cháy tiêu vong khi ở ngoài không trung lâu. Nhưng bây giờ thần hồn của lý hạo hấp thụ nhật tinh để tu luyện bắt đầu không sợ bị thần nhật đốt cháy nữa ngày tháng trôi qua theo từng công pháp luyện thần được dung hợp thần hồn của lý hạo tăng lên nhanh chóng rất nhanh sau đó lý hạo cảm thấy mình tiến vào một cảm giác huyền diệu dường như thần hồn đột nhiên lột xác tái sinh từ lớp vỏ cũ trước kia thần hồn sau lưng hắn ngọn lửa vàng kim trước kia lúc này đều tràn vào trong cơ thể thần hồn hoàn toàn biến thành màu vàng kim có cảm giác ngưng thực. Đây là... Lý Hạo mở mắt, trong lòng khẽ động, thần hồn bùng nổ, xông ra từ đạo vực, cũng bay thẳng ra khỏi đỉnh lăng uyên cát, đứng sừng sững trên bầu trời. Nhật Nguyệt chiếu rọi, thần hồn vàng ống, trước kia còn có chút hư ảo nhưng bây giờ lại giống như một chân thân màu vàng. Thần hồn đột nhiên bùng nổ, đột nhiên biến mất, trốn vào một nơi hư ảo, nơi đó dường như là ở giữa các tầng không gian. Rất nhanh sau đó, thần hồn lại hiện ra lý hạo liên tục thử nghiệm lập tức ngộ ra mình đã đạt đến cảnh giới cực hạn của thần du cảnh mà năng lực sở hữu ngoài việc các loại lực lượng của thần hồn tăng lên thì ngay cả khi thân xác chết đi thần hồn vẫn có thể tồn tại trong thời gian dài hơn nữa thần hồn có thể xuyên qua khe nứt không gian đây là nơi mà ngay cả đạo tâm cảnh cũng không thể tấn công đến trừ khi là thái bình đạo cảnh ra tay dùng đạo vực ép nó ra ngoài phải biết rằng, đây chính là năng lực mà thần du cảnh có thể đạt được, quả thực đáng sợ. Nhận được sự chiếu rọi của Nhật Nguyệt, có thể thần du hư không, xuyên qua khe nứt hư vô. Lý Hạo suy tư, đặt tên cho cảnh giới cực hạn của thần du cảnh này là Nguyên Thần. Lúc này, thần hồn của hắn thực sự lột xác trở nên khác biệt so với thần hồn bình thường, Lý Hạo cảm thấy, phải đợi đến lúc chiến đấu cân sức ngang tài, hắn mới có thể cảm nhận được nhiều hơn những lợi ích của cực hạn thần du cảnh. Nhưng mà hiện tại, chỉ riêng việc có thể xuyên qua hư không, chỉ có đạo vực mới có thể ép hắn ra ngoài, điểm này đã vô cùng khoa trương rồi. Nếu hắn nắm được năng lực này sớm hơn, chỉ cần thần hồn xuyên qua giết địch thì dưới thái bình đạo cảnh, rất khó có thể làm gì được hắn. Phải biết rằng, đây chỉ là trình độ mà thần du cảnh có thể đạt tới. Lý Hạo thu hồi thần hồn, sau đó tiếp tục tu luyện. Việc tu luyện nhiều luyện thần pháp không dừng lại ở việc tu thành nguyên thần, nguyên thần của Lý Hạo dưới sự hỗ trợ của những luyện thần pháp này vẫn không ngừng phát triển và mạnh mẽ hơn. Lý Hạo đã sớm biết, sau cảnh giới cực hạn này, hẳn là vẫn còn có một cảnh giới chung cực. Đó mới thực sự là cảnh giới cực hạn. Nhưng muốn chạm tới, có lẽ còn khó hơn cảnh giới cực hạn gấp 10 lần. Cảnh giới cực hạn vốn đã rất khó, thiên tài của thánh tộc hoang cổ cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới huống chi là cảnh giới chung cực thời gian trôi qua rất lâu sau nguyên thần của lý hạo cuối cùng cũng ngừng tu luyện nhiều công pháp cũng đã đạt đến cực hạn nhờ sự nâng cao của nguyên thần lý hạo để nguyên thần bay ra từ lăng uyên cát trong nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài thành trì sau đó vượt qua núi sông đón nhận nhật nguyệt lao vút đi mặt trời chói chang trước kia có thể thiêu đốt thần hồn lúc này tắm trên người lại chỉ thấy ấm áp lực lượng nhật tinh đó so với nguyệt hoa càng ngưng luyện càng mạnh mẽ hơn được nguyên thần hấp thụ không ngừng nuôi dưỡng nghe nói chỉ có một số huyết mạch yêu vương cổ xưa có thiên phú dị thường bẩm sinh có thể nuốt chửng nhật tinh còn các chủng tộc khác ngay cả hầu hết các long tộc đều chỉ có thể hấp thụ nguyệt hoa để tu luyện lý hạo thầm nghĩ trong lòng tốc độ bay của nguyên thần nhanh hơn nhiều so với bản thể điều này có nghĩa là hắn có thể dùng thần hồn nhanh chóng giết chết hầu hết kẻ thù, thậm chí bản thể không cần phải động thủ. Sau khi bay ra ngoài 4-500 dặm, Lý Hạo mới cảm thấy hơi lạnh, sự liên hệ giữa nguyên thần và bản thể trở nên yếu ớt, cảm giác này rất kỳ diệu, khi cơ thể lạnh đi, thế giới xung quanh dường như cũng thay đổi, giống như có nước biển hiện ra giữa thực và ảo, đang xối rửa cơ thể. Tiếp tục tiến về phía trước, giống như không ngừng đi về phía sâu trong biển lớn, vừa thực vừa ảo, một khi lạc đường, sẽ vô cùng đáng sợ. Chỉ dựa vào nguyên thần, vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi nhục thân. Lý Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nguyên thần của hắn bắt đầu quay trở lại. Vài trăm dặm nhanh chóng trôi qua, sau khi trở về bản thể, Lý Hạo hơi duỗi người, sau đó lập tức tiếp tục tu luyện. Lần này là ngự vật pháp. Thập ngũ lý cảnh được đặt tên như vậy, là vì thần hồn ngự vật, một hơi 15 dặm. Đây là cực hạn của hầu hết những người không có bối cảnh. Và một hơi 15 dặm cũng là tốc độ ra tay toàn lực, chứ không phải trạng thái bình thường, giống như thập ngũ lý cảnh đi đường, có thể bùng nổ toàn lực, ngự vật bản thân đến nơi cách xa 15 dặm nhưng chỉ là bùng nổ trong thời gian ngắn, liên tiếp 2-3 lần, có thể sẽ kiệt sức. Còn ngự vật pháp của hoàng gia, có thể tu luyện đến 25 dặm. Các tuyệt học đỉnh cao khác thì là 20 dặm. Mặc dù 15 dặm và 20 dặm chỉ trên nhau 5 dặm, nhưng khi đối chiến giết địch, đó lại là biến chất. 5 dặm là khái niệm gì, đối phương chưa kịp ra tay, có thể đã bị giết chết. Đây cũng là lý do khiến những cường giả có huyết mạch hoàng gia có thể thống ngự các phương trong thập ngũ lý cảnh, tốc độ ngự vật 25 dặm của hoàng gia gần như có thể dễ dàng giết chết những kẻ cùng cảnh giới khác. Còn Lý Hạo trước kia tu luyện đến 40 dặm sau khi hấp thụ không ít công pháp trong thiên cơ lâu, đạt đến 80 dặm. Bây giờ cảnh giới tăng lên, thần hồn mạnh hơn, tốc độ ngự vật cũng nhanh hơn. Theo sự dung hợp của nhiều công pháp ngự vật, nguyên thần của Lý Hạo một lần nữa xuất ra, nhấc một hạt bụi trên mặt đất bên ngoài lăng uyên cát, lực lượng bao phủ, ngự nó lên cao trăm dặm. Theo tốc độ ngự vật không ngừng tăng lên, sự lĩnh ngộ về ngự vật cũng không ngừng sâu sắc hơn, Lý Hạo dần dần chạm đến một loại ý cảnh ngự vật ngự vật nhanh hơn nữa, cũng không bằng xuyên qua hư không. Và khi tốc độ đạt đến cực hạn, dường như có thể xé rách hư không, xuyên qua không gian. Hai ngày sau, Lý Hạo đi ra khỏi lăng viên cát. Hạ Linh Lung không biết Lý Hạo sẽ ở lại bao lâu, vì vậy sau khi đưa Lý Hạo đến lăng viên cát, nàng không đợi ở bên ngoài, dù sao thì với tư cách là gia chủ của Hạ Gia, nàng còn rất nhiều việc phải xử lý. Đặc biệt là U Châu hiện giờ, mặc dù cốc chủ bạo thực cốc đã bị giết, những yêu ma còn lại bị tàn sát, đuổi giết, nhưng những thành trì trước kia bị yêu ma phá hủy cần phải được xây dựng lại, nhiều bách tính thương vong, đều cần được an ủi và giúp đỡ. Đang lúc Hạ Linh lung bận rộn, nàng lại nhận được tin Lý Hạo ra khỏi lăng uyên cát, nàng không khỏi sửng sốt. Mới hai ngày đã ra rồi sao? Hạ Linh lung kinh ngạc, sau đó nghĩ đến việc Lý Hạo có thể đã xem hết một số công pháp đỉnh cao và ghi nhớ trong đầu, không tu luyện ở đây cũng là chuyện bình thường. Nàng lập tức bỏ dở công việc trong tay, đi ra đón tiếp. Lý Hạo gặp vị gia chủ này, hàng huyên vài câu, bày tỏ lòng cảm ơn, cũng chuẩn bị rời đi. Hạo thiên tướng quân, hạ gia chúng ta có hai con yêu vương, tuy không bằng chủ nhân của thái hư cảnh này nhưng để thay ngài trong cửa cũng không tệ, ngài có thể đến xem. Hạ Linh lung ngỏ lời mời. Lý Hạo cười đáp, gia chủ hạ gia không cần quá khách sáo, được chiêm ngưỡng lăng uyên cát đã là ta chiếm tiện nghi rồi yêu vương kia cứ để gia chủ hạ gia dùng để giết địch đi hạ linh lung nhìn lý hạo thấy không phải là giả vờ từ chối trong lòng không khỏi có chút khâm phục dù sao thì đây cũng là yêu vương mặc dù lý hạo không dùng đến nhưng không có nghĩa là vô dụng biết lý hạo sắp đi mọi người hạ gia lại tiễn hắn lần nữa lý hạo mang theo nhậm thiên thiên và chúc hỏa thần còn có tịch nhang đã bò lên cổ tay hắn ngay lập tức từ biệt hạ gia, rồi rời khỏi U Châu. Trước khi đi, Lý Hạo để lại hai quân cờ cho hạ gia, nói rằng có thể sử dụng như chiến kỳ của hắn. Hai quân cờ này được Lý Hạo rót vào lực lượng, bên trong phong tỏa kiếm khí, tự mang theo quy tắc đạo vực, ngay cả tuyệt học cảnh cũng có thể dễ dàng giết chết, thái bình đạo cảnh thì sẽ bị trọng thương. Khi Lý Hạo giải thích tác dụng của hai quân cờ này cho Hạ Linh Lung, Hạ Linh Lung lập tức cảm thấy nóng tay. Nàng sững sờ, cảm thấy kinh ngạc đối với thủ đoạn của lý hạo càng thêm cảm kích đối với món quà tặng của lý hạo hạ gia tuy là phủ thần tướng hào quang vạn trượng nhưng lần này u châu gặp nạn cộng thêm việc phân thân của hoang thần xuất hiện bên ngoài thành thanh châu bọn họ đều dự cảm được tiếp theo đại vũ thần triều sẽ phải đối mặt với thách thức cực lớn bây giờ có thể có được bảo vật chứa đựng lực lượng lớn lao như vậy quả thực là ân tình cực lớn so với việc hạ linh lung ngàn ân vạn tạ thì với Lý Hạo chỉ là trả thù lao cho Lăng Uyên Các mà thôi. Dù sao lần này hắn cũng có thu hoạch rất lớn, thần du cảnh và thập ngũ lý cảnh đều đột phá đến cực hạn như tâm nguyện, nắm giữ trạng thái cực cảnh, ngoài ra, các công pháp khác, khiến kiếm thuật, quyền pháp, luyện thể, vân vân Của Lý Hạo đều có sự tiến bộ không nhỏ, thực lực càng tăng thêm. Ngoài tứ lập cảnh, bây giờ bảy cảnh giới võ đạo trước đó của hắn đều đã đạt đến cực hạn nửa ngày sau lý hạo trở về thiên môn quan vừa trở về nơi này hắn liền cảm thấy trong thành xuất hiện một luồng khí tức cực kỳ âm u luồng khí tức này không hề che giấu không liều lĩnh cũng không nội liễm chỉ tự nhiên tỏa ra nhưng lại khiến đôi mắt lý hạo hơi nheo lại có chút ngoài ý muốn có tướng sĩ trong thành thấy lý hạo trở về vội vàng tiến lên bẩm báo lý hạo tỏ ý đã biết sau đó liền dẫn theo chút hỏa thần trở về tiểu viện hàng rào chỉ thấy trong tiểu viện có một bóng người tóc tai bù xù, ngồi ở nơi Lý Hạo từng uống trà, tự rót tự uống. Toàn thân y phục rách nát, trên hai tay còn có hai sợi xích sắt bị chặt đứt. Khi Lý Hạo nhìn thấy đối phương, đối phương cũng nhìn thấy Lý Hạo, trong mái tóc xõa tung, một đôi mắt sâu thẳm và kín đáo quét qua, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo một luồng sát khí sắc bén. Tuyệt học cảnh. Lý Hạo quan sát kỹ, mặc dù ánh mắt của đối phương sắc bén nhưng dường như không có sát khí. Hắn liếc nhìn xung quanh, sân cũng không bị phá hủy, điều này khiến hắn thở vào nhẹ nhõm. Tiền bối là Lý Hạo đến bên cạnh đối phương, ngồi trên tấm đệm mà khách thường ngồi, tiện tay cầm lấy tách trà đã pha sẵn, cũng nhấp một ngụm. Họ Khương, Khương Lập Trần Lão giả có đôi mắt lạnh lùng, không để ý đến hành động của Lý Hạo, chỉ chăm chú nhìn vào mặt lý hạo người khiến ta phải đợi lâu họ khương lý hạo sửng sốt đây là họ của hoàng tộc lão giả trước mặt là hoàng tộc sao tuy nhiên với thân phận công tước hiện tại của hắn ngay cả khi gặp hoàng tộc cũng không cần hành đại lễ vương gia đợi ta có chuyện gì không lý hạo hỏi liếc nhìn trang phục của đối phương trông chẳng khác gì quần áo ăn mày vị vương gia này có vẻ hơi khác thường Ta đợi ở bên ngoài một hà để đón ngươi nhưng ngươi lại không biết trời cao đất rộng chạy đến U Châu, ta nghe tin đuổi theo đến U Châu, ngươi lại chạy đến Thanh Châu, ta đuổi theo đến Thanh Châu, ngươi lại quay về đây. Không nói thì thôi, nói ra thì giọng nói của Khương Lập Trần dần có vẻ tức giận, cả đời chưa từng bị ai trêu chọc như vậy. Lý Hạo ngẩn người, không ngờ rằng trong thời gian này hắn chạy đông chạy tây, đằng sau còn có một cái đuôi, cái đuôi này thực sự bị vứt bỏ hơi tàn nhẫn một lúc sau, hắn chỉ có thể cười trừ, nói, khi nào có thời gian, ta sẽ đích thân đến cảm ơn bệ hạ. Hừ, ngươi có cảm ơn hay không ta không thèm quan tâm, huống hồ ta cũng không đón được ngươi, có gì đáng cảm ơn, ngươi là tướng của hắn, hắn phái người đến đón ngươi là điều nên làm. Khương Lập Trần cười lạnh một tiếng, nói, vị ca ca nhiều chuyện của ta cũng có lúc nhìn nhầm, nhìn ngươi bây giờ, cần gì người đón tiếp, tuổi còn trẻ đã là thái bình đạo cảnh, thật là không thể tin nổi cơ duyên tình cờ thôi lý hạo vội vàng khiêm tốn nói mặc dù tiểu tử ngươi trêu chọc ta khiến ta phải tìm kiếm một hồi nhưng cũng nhờ phúc của ngươi ta mới có thể ra ngoài coi như là bù trừ khương lập trần tự nói tự nghe nói xong những lời oán giận và may mắn kỳ lạ này dường như nói cho lý hạo nghe xong liền không dính dáng đến nhân quả này nữa còn có thể bù trừ được hay không thì là chính hắn nói sau đó hắn nhìn chằm chằm vào lý hạo ánh mắt lướt qua lòng bàn tay lý hạo nghe nói ngươi cũng dùng kiếm ừm lý hạo hơi bất ngờ gật đầu nói biết sơ qua nhìn lòng bàn tay ngươi cũng không giống tay cầm kiếm nhưng trên đời này kỳ tài kiếm đạo cũng không chỉ có một mình ngươi ta sáu tuổi lần đầu luyện kiếm đã thi triển kiếm chiêu cấp bậc hoàng mỹ lúc đó tay ta cũng không có vết chai da thịt miệng màng nhưng lại hơn xa những kẻ phàm phu tục tử đã trải qua thiên trùy bách luyện Ngươi tuổi còn trẻ đã tu luyện đến Thái Bình Đạo Cảnh, có thể thấy cũng là người thông minh, để ta xem thử độ sâu cạn kiếm đạo của ngươi. Nói xong, hắn nhìn vào đôi mắt Lý Hạo, toàn thân đột nhiên bùng phát một luồng uy thế to lớn. Lý Hạo sửng sốt, lúc này trong hơi thở toàn thân của đối phương, lại ẩn chứa sát khí. Vừa rồi còn nói chuyện tử tế, đột nhiên lại có vẻ muốn rút kiếm. Vương gia, ngươi đây là, Lý Hạo cao mày. Rút kiếm, để ta xem kiếm của ngươi, Khương Lập Trần nhìn chằm chằm. Giao đấu ư, nhưng ngươi đánh không lại ta. Lý Hạo lắc đầu. Không phải chỉ là đạo vực sao, kiếm đạo của ta, đủ để phá vỡ đạo vực. Ta theo đuổi là cực hạn kiếm đạo, cho dù không có đạo vực, ta cũng có thể phá vỡ đạo vực, cho dù không có ngộ đạo, ta cũng có thể dùng kiếm chém đạo. Đôi mắt Khương Lập Trần sáng ngời nhưng lời nói ra lại có chút đáng sợ, giống như điên cuồng. Lý Hạo sửng sốt nhưng không hề chế nhạo, ngược lại còn nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của đối phương. Một ý nghĩ điên cuồng như vậy nhưng trong mắt đối phương không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự kiên trì, tin tưởng và sự theo đuổi cuồng nhiệt đến cực độ. Cảm giác này còn sâu hơn cả tâm cảnh nhập linh. Lý Hạo hơi im lặng, sau đó gật đầu, nói, "Được nhưng đây không phải là nơi ra tay, mời Vương gia theo ta." Còn cần chọn nơi sao, ở đâu cũng được. Khương Lập Trần thấy Lý Hạo đồng ý, ánh sáng bùng phát trong mắt càng mãnh liệt, đã không thể nhịn được, rất muốn ra tay. Đây là tiểu viện của ta, giống như ngươi đối với kiếm của ngươi, đây cũng là thứ ta yêu thích. Khương Lập Trần vốn định trực tiếp ra tay nhưng nghe Lý Hạo nói vậy, ánh mắt thay đổi, thế mà lại nhịn được. Ta đợi ngươi. Nói xong, Khương Lập Trần đột nhiên bay lên, phóng đi. Lý Hạo thở vào nhẹ nhõm để nhậm thiên thiên ở đây yên tâm chờ đợi, sau đó cũng đuổi theo. Rất nhanh, hai người lần lượt đến một ngọn núi bên ngoài thành. Kiếm của ngươi đâu? Khương Lập Trần nhìn vào hai tay Lý Hạo. Một cọng cỏ, một nhành cây, đều có thể làm kiếm. Lý Hạo tiện tay bẻ gãy một cành cây khô, cầm trên tay. Khương Lập Trần nhìn thấy, không khỏi bật cười, tốt, trước đây ta cũng như vậy, vạn vật đều có thể làm kiếm, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa, kiếm chính là kiếm, kiếm không phải bất kỳ thứ gì, kiếm chỉ có thể là kiếm. Nói xong, một thanh trường kiếm đen xì trông có vẻ tàn khuyết bên hông hắn, đột nhiên bay vào tay. Thanh kiếm này không có vỏ, vì không cần giấu lưỡi, khi kiếm vào tay, từng tiếng rít sắc nhọn vang lên, giống như một con dao long, phát ra tiếng long ngâm đầy kiêu ngạo. Đến đi, triển khai đạo vực của ngươi, không cần lo lắng, vạn loại đạo vực, ta đều có thể phá vỡ bằng một kiếm. Khương Lập Trần đầu tóc xỏa tung, lúc này lại tung bay hỗn loạn, toàn thân bộc lộ ra khí thế ngang ngược, cả người như hóa thành một thanh kiếm sắc bén, ngang dọc giữa thiên địa. Lý Hạo nghe đối phương nói vậy, cũng không khách sáo, một tầng đạo vực trực tiếp lan tỏa ra. Uy hiếp, pháp tắc đạo vực bao phủ, trong nháy mắt bao trùm Khương Lập Trần vào bên trong. Cảm giác bị uy hiếp đè ép, có thể khiến lực lượng toàn thân không thể giải phóng ra ngoài. Nhưng lúc này, trong mắt Khương Lập Trần lại bùng phát chiến ý phấn khích và mãnh liệt, trong các huyệt đạo trong cơ thể phun ra từng luồng lực lượng, những lực lượng này bắn ra như kiếm khí, hắn lại nuốt lực lượng vào trong cơ thể, ngưng tụ thành vạn ngàn kiếm khí, chôn vùi trong đại mạch toàn thân. Lý Hạo có một ngụm tiên khí ẩn chứa trong bụng, còn Khương Lập Trần này lại có vạn ngàn kiếm khí ẩn chứa trong tim, lúc này dưới quy tắc đạo vực lại vẫn bùng phát ra lực lượng mạnh mẽ chống lại sự xâm thực của quy tắc đột nhiên vung kiếm vút ánh sáng cực quan sáng chói như trăng bạc dường như ẩn chứa một loại đạo ý nào đó trong nháy mắt chém ngang ra lý hạo nhìn thấy không khỏi sửng sốt sau đó phát hiện đạo vực của mình lại bị một lực lượng cực kỳ sắc bén xé rách trực tiếp phá vỡ hắn lập tức muốn chồng thêm tầng đạo vực thứ hai nhưng vừa động niệm liền từ bỏ trong lòng hắn cũng dâng lên một tia chiến ý cũng vung cành cây khô trong tay, lực lượng bao phủ, một luồng kiếm khí ngang dọc chém ra. Tầm một tiếng, kiếm quan luân hồi va chạm với kiếm khí của Khương Lập Trần, dưới sự gia trì của quy tắc đạo vực, cả hai lại đánh ngang tay. Kiếm của ngươi, không đủ thuần túy. Khương Lập Trần trừng mắt, thấp giọng gào lên, đây chính là kiếm thuật mạnh nhất của ngươi sao, vẫn chưa đủ. Nói xong, hắn lại chém ra một kiếm thứ hai, một kiếm này lại một lần nữa phá vỡ đạo vực, Kiếm quang ngưng tụ đến cực hạn, như cực quang chiếu đến từ ngoài trời, trong nháy mắt đã đến. Còn Lý Hạo cũng giơ cành cây khô lên chém mạnh xuống. Kiếm quang tiêu tán, cả hai đều không chiếm được lợi thế. Nhưng cành cây khô trong tay Lý Hạo lại gãy mất. Hơn nữa Lý Hạo biết, nếu không có quy tắc đạo vực gia trì, chỉ riêng về kiếm thuật, mình đã thua rồi. Kiếm đạo của ngươi, cũng chỉ là một nửa cấp bậc kiếm thánh. Toàn thân Khương Lập Trần giải phóng khí tức lại có thể bình an vô sự đứng trong đạo vực, ánh mắt hắn lạnh lùng, mang theo sự tiếc nuối, nhưng với độ tuổi của ngươi mà nói, cũng không tệ, 10 năm sau có lẽ ngươi sẽ có thể cùng ta so tài cao thấp. Lý Hạo hơi gật đầu, không phủ nhận. Cảm ngộ kiếm đạo lục đoạn của hắn vẫn chưa đủ, không thể nhập linh, kiếm thuật không thể siêu phàm thoát tục, mà lý giải của đối phương đối về kiếm đạo hẳn là thất đoạn hoặc bát đoạn rồi. Dùng kiếm đạo thuần túy phá vỡ đạo vực kiếm đã thông thần, gần với nhập đạo. Đây chính là toàn lực của ngươi sao, hay là còn có thủ đoạn khác, để ta thấy lực lượng thực sự của ngươi đi, xem có thể mài kiếm của ta sắc bén hơn không? Khương Lập Trần nhìn chầm chầm vào Lý Hạo. Lý Hạo nhìn thấy sự kiên trì trong mắt hắn, gật đầu nói, được. Nói xong, hắn buông nửa cành cây khô còn lại trong tay, rơi xuống phía dưới. Nhưng cùng lúc đó, bốn tầng đạo vực đột nhiên liên tiếp bao phủ vì thế khủng bố đột ngột xuất hiện khiến đôi mắt sắc bén của khương lập trần đột ngột co lại trong mắt lộ ra một tia kinh hãi nhưng ngay sau đó lại đột nhiên bùng phát ra ánh sáng rực rỡ hơn mang theo sự phấn khích cuồng nhiệt cười lớn tốt lắm toàn thân hắn bùng phát kiếm qua ngút trời xương sống trong cơ thể trở nên trong suốt sáng chói giống như một thanh kiếm hắn xông lên trời toàn thân dâng lên khí thế mênh mông ngưng tụ thành một kiếm cố gắng chém xuống nhưng ngay sau đó lại có một tầng đạo vực bao phủ. Sáu tầng đạo vực trong nháy mắt bao phủ, tầm một tiếng, giống như một đôi bàn tay lớn, nắm chặt toàn bộ ánh sáng trên người Khương Lập Trần, giống như dập tắt, toàn bộ đều bị ép trở về cơ thể, sau đó như bị đóng băng, không thể nhúc nhích trong đạo vực. Lý Hạo không bùng nổ toàn lực quy tắc đạo vực, nếu không sẽ xé nát hắn trong nháy mắt. Ngươi! Trong mắt Khương Lập Trần miễn cưỡng chuyển động, kinh ngạc và khó tin. Lý Hạo từ từ tiêu tán lực lượng, thu hồi đạo vực. Ánh sáng trên người Khương Lập Trần lập tức tuôn trào ra ngoài nhưng tư thế cầm kiếm của hắn lại dừng giữa không trung, chỉ ngây ngốc nhìn Lý Hạo. Một lúc lâu sau, hắn mới đột ngột xông đến trước mặt Lý Hạo, nói: "Sáu tầng đạo vực. Đây chính là cực hạn của ngươi sao?" Lý Hạo hơi lắc đầu. Khương Lập Trần có chút thất thần nhưng rất nhanh, hắn lại cười lớn, nói: "Tốt lắm, tốt lắm." Ta vốn tưởng kiếm của ta đã đủ sắc bén rồi, bây giờ xem ra còn kém xa. Đợi đến khi nào ta có thể chém vỡ đạo vực của ngươi, chính là thời điểm ta văn đạo. Trong lòng Lý Hạo khẽ động, hỏi, vương gia quen thuộc với văn đạo cảnh chứ? Quen thuộc thì không, tiểu tử ngươi muốn tìm hiểu sao? Khương Lập Trần nhìn ra suy nghĩ của Lý Hạo, cười hai tiếng, cũng không giấu giếm, nói, cho dù ngươi có xuất thân từ phủ thần tướng trừ phi là vị tổ tiên lý gia kia của các ngươi đích thân nói cho ngươi biết nếu không thì loại bí mật thực sự này đều sẽ không ghi chép trong sách vở có một số lão già như vậy thà mang theo một số bí mật vào quan tài cũng không muốn để lộ ra ngoài nói đến đây hắn lại kéo câu chuyện trở lại nói văn đạo cảnh cũng chia làm cao thấp cảnh giới đầu tiên là chân nhân cảnh cảnh giới thứ hai là đạo pháp cảnh vị chân nhân của càng đạo cung kia chính là chân nhân cảnh cần phá vỡ quy tắc đạo vực, chạm đến đại đạo chân chính, loại bỏ ngụy tùng chân, nhập đạo từ kỹ pháp, chính là ngộ đạo chân nhân cảnh. Hắn nói, còn đạo pháp cảnh thì càng thêm thần bí mạnh mẽ, lấy pháp tắc đạo vực, ngôn xuất pháp tùy, hô phong hoáng vũ, dò xét đại đạo thiên địa, không còn ôm giữ pháp kỹ, mà là pháp tắc. Pháp kỹ là biểu tượng, đạo là xương, pháp tắc là thịt. Khương Lập Trần nhìn Lý Hạo, nói, tất cả công pháp bí tịch, tuyệt học cũng vậy đều dừng lại ở biểu tượng cho dù là tuyệt học cũng chỉ miễn cưỡng chạm đến một chút chân lý nhưng vẫn đứng ngoài ngưỡng cửa của đạo đợi đến khi nào bước qua ngưỡng cửa mới coi như thực sự nhập đạo sau đó dùng đạo thúc đẩy pháp tắc chỉ cần dùng một phần lực liền có thể phát huy ra trăm phần lực lượng lý hạo hơi sửng sốt hắn vốn chỉ tùy tiện hỏi một câu không ngờ vị vương gia này lại hiểu biết chi tiết về văn đạo cảnh đến vậy chân nhân cảnh đạo pháp cảnh. Đạo pháp có thể nói ra pháp tùy, chẳng phải là giống với thần tiên sao, ánh mắt Lý Hạo lóe lên, đột nhiên cảm nhận được, không trách gì hai phân thân hoang thần kia khó giết, ngay cả chân nhân cảnh, cũng ngưng luyện ra đại đạo chi lực, mà đạo lực không thể tiêu diệt, đạo lực chân nhân đúc thể, đạo vực đối với hắn có thể ảnh hưởng rất nhỏ. Cảnh giới này trên lệch, như mây với bùn. Thiên tư của ngươi thông tuệ, nếu có thể nhìn thấu danh lợi, ở đây an ổn tu luyện, Ngày sau chắc chắn sẽ có thành tựu lớn. Khương Lập Trần thấy Lý Hạo suy tư, nói: "Đừng nghe lời ca ca của ta, chạy đông chạy tây, đi giải cứu những phàm phu tục tử kia, người đời chết hết thì có sao, bách tính vốn là kẻ ngu muội, sinh ra cũng chỉ để làm bàn đạp cho người khác, chết sớm đối với bọn họ mà nói, sớm chuyển sinh, đầu thai vào nhà giàu sang, còn hơn là cố gắng 180 năm, ngược lại là chuyện tốt." Lý Hạo sửng sốt, có chút không nói nên lời. Rất khó tưởng tượng đây là lời nói ra từ miệng một vị vương gia, ngược lại cảm giác giống như một tên ma đầu. Hơn nữa, đại vũ hoàng triều của ta sâu hơn ngươi tưởng tượng, cho dù ngươi không đến U Châu, không đến Thanh Châu thì nhiều lắm cũng chỉ chết một số bách tính, đợi đến khi những yêu ma này chạm đến giới hạn, chắc chắn sẽ có người ra tay chém giết bọn chúng. Khương Lập Trần cười khẩy một tiếng, trong mắt hơi lóe sáng, đại vũ tuy rằng suy yếu nhưng có một số thứ, vẫn có thể lấy ra để dọa người, năm phủ thần tướng đóng tại các châu thành, ngươi cho rằng thần trận kia thực sự chỉ để bảo vệ bách tính sao, hừ, ngươi cứ ở đây an tâm tu luyện đi. Nói xong, hắn quay người bay trở về thành. Lý Hạo sửng sốt, đuổi theo hắn trở về tiểu viện. Đợi đến khi thấy đối phương tự mình ngồi trở lại chỗ cũ, có chút không nói nên lời, dường như đối phương định bám riết lấy nơi này. Vương gia, ngài nói thần trận kia là có ý gì, Lý Hạo nghi hoặc hỏi. Khương Lập Trần hơi vẫy tay, nói, đừng nghĩ nhiều, hiểu càng ít càng tốt, tạp niệm càng ít càng thông suốt. Lý Hạo hơi cười khổ, thấy hắn không chịu giải thích, đành phải nói, vương gia, ta ở đây bận trăm công nghìn việc, lại là biên thành, ngài vẫn nên đi nơi khác đi. Trước khi phá vỡ đạo vực của ngươi, ta sẽ không đi. Khương Lập Trần khẽ hừ một tiếng, không để ý đến Lý Hạo nữa, ánh mắt dừng lại trên người nhậm thiên thiên đang ôm kiếm, dừng lại trên thanh kiếm trong tay nàng một chút, cười khẩy một tiếng, không để ý, nhậm thiên thiên thấy Lý Hạo Bình An trở về, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, lại thấy ánh mắt của lão nhân này liếc tới, dường như mang theo sự kinh thường, trong lòng lập tức có chút kinh ngạc và khó hiểu. Cho dù tu vi của mình thấp nhưng lão nhân ngài đức cao vọng trọng, cũng không đến mức kinh thường ta chứ, Lý Hạo thấy vị vương gia này thực sự bám riết lấy, có chút bất lực nhưng dù sao đối phương cũng là vương gia, hắn cũng không tiện dùng vũ lực đuổi đi đành phải nói vậy tùy ngài chỉ cần đừng quấy rầy ta là được ngươi lo việc của ngươi ta lo việc của ta khương lập trần đáp thấy hắn nói vậy lý hạo cũng không nói thêm gì nữa thời gian trôi qua trong viện có tướng sĩ ra vào báo cáo tin tức tìm kiếm phong lão đều là không có tin tức gì ngoài ra bên thiên cơ lâu truyền tin trở về cũng không tìm thấy không chỉ phong lão mà Tiểu Yêu Hồ cũng không từ mà biệt tích, Lý Hạo cũng nhờ Thiên Cơ Lâu giúp đỡ điều tra, có tin tức thì trực tiếp báo cho hắn nhưng cũng dò ra tung tích gì. Nghe Thiên Thiên nói, Tiểu Bạch Hồ đột nhiên biến mất vào một ngày nọ, ban đầu nàng nghĩ rằng nó đi chơi ở đâu đó, đợi đến đêm khuya vẫn chưa thấy về, nàng mới nhận ra nó đã mất tích. Đợi đến khi phái người ra khỏi thành tìm kiếm nhưng lại không tìm thấy gì, cũng không có dấu vết chiến đấu, tuy tìm đến nơi lông của nó rụng, đuổi theo được một nửa thì trực tiếp đứt mất manh mối. Phật nhỏ này, đừng có gặp chuyện gì. Lý Hạo hơi nhíu mày, trong lòng thầm thở dài. Ngươi đang tìm người. Khương Lập Trần đang cảm ngộ kiếm đạo trong viện, nghe tướng sĩ ra vào báo cáo, hơi nhướng mày, hắn nhìn Lý Hạo một cái, nói, trước đây ta đến một hà đón ngươi, thấy bên một hà không có động tĩnh gì, liền muốn đến đây xem thử, kết quả thấy có người chiến đấu ở xa ngoài thành, không phải là người ngươi muốn tìm chứ? Lý Hạo sửng sốt, chiến đấu ngoài thành, Vương gia nhìn rõ là người nào không? Không chú ý lắm nhưng một trong số đó dường như có thân pháp rất tốt, đáng tiếc, hắn gặp phải Thái Bình đạo cảnh, thân pháp tốt đến mấy cũng vô dụng. Lý Hạo chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân pháp tốt, đây là chuyện khi nào? Lý Hạo không nhịn được hỏi, nếu đối phương là Thái Bình đạo cảnh thì không phải là trận chiến giữa Phong lão và Lý Thiên Cương? mà là một trận chiến khác khương lập trần hơi nhớ lại một chút nói nửa tháng trước nửa tháng trước lý hạo có chút sửng sốt đây là sau thời gian phong lão và lý thiên cương giao thủ chẳng lẽ sau khi giao thủ với lý thiên cương phong lão không bị đuổi đi vẫn âm thầm thay hắn trông coi thương nhai thành sau đó lại gặp phải một trận chiến khác lý hạo càng nghĩ càng thấy có khả năng với tính cách của phong lão cho dù có muốn đi cũng không thể không từ mà biệt từ khi đột nhiên xảy ra chuyện gì đó. Vương gia, ngài có biết Thái Bình đạo cảnh giao chiến đó là ai không?" Lý Hạo lập tức hỏi. "Có lẽ là Ma La." Khương Lập Trần nói, mặc dù không nhìn kỹ nhưng lúc đó ma khí ngập trời tỏa ra không thể nhầm được, cho nên bằng hữu của ngươi, tám phần là đã không còn. "Ma La?" Lý Hạo sửng sốt. "Ngươi không biết sao?" Khương Lập Trần liếc hắn một cái, rồi chợt ý thức thiếu niên trước mặt dù sao cũng chỉ mới mười mấy tuổi, ngoài tu luyện kiếm thuật thì có thể có bao nhiêu thời gian tiếp xúc với tin tức về những cường giả hàng đầu này? 800 năm trước, Ma La xuất hiện, gây náo loạn khắp nơi, Phật môn phái cao thủ đi trấn áp nhưng lại bị phản công, từ trong đám cao thủ Phật môn phá vòng vây giết ra, sau đó mất tích hơn 200 năm, đến khi xuất hiện trở lại, đã là thái bình đạo cảnh. Lại tiếp tục gây náo loạn khắp nơi. Khương Lập Trần nói, 500 năm trước Phật chủ đích thân ra tay nhưng lại bị ma la phát hiện trước nên đã trốn thoát, trận chiến đó kinh thiên động địa, mặc dù không giết được ma la nhưng khiến cả thiên hạ đều thấy được thực lực đáng sợ của Phật chủ, không biết phủ thần tướng của các ngươi có ghi chép lại không, trận chiến đó Phật chủ đã triển khai đạo vực, là năm tầng đạo vực. Khương Lập Trần nhìn Lý Hạo, yếu hơn ngươi bây giờ một chút nhưng 500 năm trôi qua, Phật chủ cũng từng là một thiên tài, thời gian dài như vậy, hắn chỉ có thể trở nên đáng sợ hơn so với trước. Trong thái bình đạo cảnh cũng là sự tồn tại hàng đầu. 300 năm trước, có một vị Bồ Tát bị Ma La đánh chết trước mặt mọi người, Phật chủ truyền lệnh cho tất cả đệ tử Phật môn trên thế gian, đời đời truy sát Ma La. Kể từ đó, Ma La rất ít xuất hiện, mà khắp thiên hạ, thỉnh thoảng có tin tức về Ma La truyền ra, thật giả khó phân biệt, có một số chỉ là yêu ma hoặc một số người nhập ma, mượn danh Ma La để hù dọa người khác mà thôi nếu ngươi muốn tìm ma la thì chỉ dựa vào mình ngươi là không tìm được đại vũ thần triều của ta truy nã nhiều năm như vậy cũng không thấy tung tích của hắn sự tồn tại của thái bình đạo cảnh nói trắng ra thì việc truy nã đối với những cường giả như vậy đã không còn ý nghĩa gì nữa nếu ngươi muốn tìm ma la thì có thể đến vô lượng sơn hỏi thăm bọn họ có kinh nghiệm giao thủ với ma la nghe nói những năm gần đây cũng vẫn đang bí mật điều tra nhưng ước tính cũng không có ý nghĩa gì lớn khương lập trần nói một hơi sắc mặt lý hạo trở nên khó coi ma la phong lão không hề có giao thiệp với ma la tại sao đối phương lại ra tay với phong lão chẳng lẽ chỉ là tình cờ gặp nhau nên mới nổi sát tâm lúc này lại có một tướng sĩ chạy đến ngoài viện cuối người chào lý hạo rồi lập tức báo cáo hạo thiên tướng quân người mà ngài muốn truy nã có tin tức rồi cái gì lý hạo vẫn còn đang đắm chìm trong lời nói của khương lập trần nghe tướng sĩ này nói vậy thì sửng sốt một chút rồi lập tức nhìn về phía đối phương ở đâu ở vô lượng sơn tướng sĩ này giật mình vội vàng nói vừa rồi vô lượng sơn truyền lời bọn họ đã bắt được tên đại đạo chích phong ba bình đã trộm cắp nhiều năm vào giờ ngọ ngày mai bọn họ sẽ xử tử hắn ta tại đỉnh linh sơn của vô lượng sơn đồng tử lý hạo co lại chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng rất nhanh hắn cảm thấy toàn thân như bốc cháy sử tử phong lão, hoang đã, ma la, vô lượng sơn, Lý Hạo không khỏi nhìn về phía Khương Lập Trần, nói, vương gia, ngài xác định trước đó không nhìn nhầm chứ. Khương Lập Trần cũng đầy vẻ kinh ngạc, lúc này hắn đã biết, phong ba bình chính là người mà Lý Hạo muốn tìm. Lạ thật, chẳng lẽ ma la đã đưa người đó đến vô lượng sơn? Nhưng bọn họ là kẻ thù không đội trời chung. Khương Lập Trần lẩm bẩm tự nói, đột nhiên, trong đầu hắn như nghĩ ra điều gì, sắc mặt lập tức hơi thay đổi, thì ra là vậy, khó trách hắn lại nói như thế. Cái gì? Lý Hạo không khỏi cất tiếng hỏi, đồng thời trong lòng cũng nảy ra một ý nghĩ khó tin. Nhưng nghĩ đến chút hỏa thần và âm phu nhân, dường như cũng không phải là điều khó tin đến vậy. Khương Lập Trần nhìn Lý Hạo, không nói gì nhưng hai người nhìn nhau, dường như đều hiểu ý nghĩ của đối phương. Sắc mặt Lý Hạo trở nên u ám, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh nhiều năm trước, khi thả câu bên hồ lúc rảnh rỗi phong lão đã từng nói chuyện hắn từng nhân lúc phật chủ bế quan lấy đi một bảo vật trên vô lượng sơn đem thứ đó đi trấn áp một hà đó là một thánh vật nghe nói có hơi thở của thánh nhân trấn áp một một hà hung hiểm khiến nó không còn lan rộng mà chuyện này cũng khiến phật môn sau đó phát hiện ra vô cùng tức giận truy nã phong ba bình khắp nơi nhưng phong ba bình hành tung bí ẩn nhiều năm qua chưa từng bị Phật môn bắt được. Nhưng bây giờ, lại bị bắt được. Lý Hạo chỉ cảm thấy đau lòng, phong lão không có nơi ở cố định, phiêu bạc khắp nơi, vì vậy không ai có thể bắt được hắn. Mà bây giờ từ Thanh Châu đến Lương Châu, rồi đến Thiên Môn Quan ra tay nhiều lần, mới khiến hành tung của phong lão bại lộ, bị Phật môn biết được, khi đến đây tìm kiếm, mới có thể tìm được phong lão, bắt giữ hắn. Bản thân vốn là bèo không rễ, vì có rễ nên mới lộ ra điểm yếu. Thiếu niên năm xưa, là điểm yếu của đôi phu thê ở Yến Bắc, bị yêu ma ám sát, hắn trưởng thành thành tảng đá cứng rắn nhất. Còn bản thân bây giờ, lại trở thành điểm yếu của phong lão, khiến hắn bị trói buộc ở đây. Lý Hạo ôm ngực, cảm thấy đau nhói, chắc chắn phong lão biết mình đã bại lộ, cũng biết mình gặp nguy hiểm nhưng hắn vẫn âm thầm bảo vệ thành thương nhai, hoàn thành lời hứa giữa bọn họ. Tình cảm như vậy, vượt qua mọi lời nói. Đi, theo ta đến Vô Lượng Sơn." Lý Hạo nghiến răng nói với chút Hỏa Thần. Khương Lập Trần sửng sốt, nhìn Lý Hạo, nói: "Ngươi muốn đi cướp người? Nếu ta nhớ không nhầm thì bây giờ ngươi là công tước rồi nhỉ, với tuổi của ngươi, chỉ cần lập thêm hai công lớn nữa là thành công tước nhất đẳng, thậm chí là thăng lên thần tước, hưởng hương hỏa ngàn đời, tương lai có hy vọng vấn đỉnh thánh nhân cảnh, ngươi xác định muốn vì một tên đại đạo chích mà mạo hiểm?" công danh lợi lộc nào bằng bằng hữu nâng ly trò chuyện ánh mắt lý hạo lạnh lùng nhìn chút hỏa thần đã lộ nguyên hình ngồi lên vạn người phỉ nhổ thì sao chứ trong cuộc đời có ba bốn người bằng hữu tri kỹ là đủ rồi nhìn nhậm thiên thiên mặt đầy lo lắng bước tới sát khí trong mắt lý hạo giảm bớt nhỏ giọng nói ngươi ở đây đợi ta tu luyện cho tốt khương lập trần nghe lý hạo nói sửng sốt vốn tưởng rằng thiếu niên này cũng giống như những thiếu niên khác mà hắn từng thấy theo đuổi công danh lợi lộc mong muốn lưu danh muôn đời nhưng đột nhiên phát hiện dường như không phải vậy những hoàng huynh hoàng đệ của hắn bao gồm cả hậu bối tranh đấu lẫn nhau thứ bọn họ theo đuổi chẳng phải cũng là một chữ danh sao trong cuộc đời có ba bốn người bạn tri kỷ là đủ đúng là ba bốn người là đủ khương lập trần lẩm bẩm một câu rồi bật cười to nói tiểu tử ta công nhận ngươi rồi lão phu cũng đi cùng ngươi một chuyến phật chủ kia không phải là nhân vật đơn giản nếu cần thiết ta cũng sẽ cùng ngươi rút kiếm vương gia ngài là hoàng tộc đừng xen vào đây là chuyện của riêng ta lý hạo nói ra hiệu cho chúc hỏa thần lên đường chúc hỏa thần lập tức phi nước đại nhanh chóng bay lên không trung nhưng khương lập trần lại cười sang sảng ta đi đâu là chuyện của ta hoàng tộc quý tộc gì chứ ta là ta ta là kiếm thần, Khương Lập Trần. Nói xong, hắn cũng bay lên không trung, đuổi theo bóng dáng của Lý Hạo, bước những bước huyền diệu, bám sát phía sau. Chớp mắt, hai người một trước một sau lao ra khỏi thiên môn quan. Lý Hạo nhìn về phía sau, Khương Lập Trần bám sát theo sau, không ngờ đối phương lại thực sự đi theo, dường như vị vương gia này không giống với những vương gia khác, có chút điên khùng. Phật môn là thế lực được hoàng tộc cung phụng, nếu ngươi đi như vậy, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng. Lý Hạo cao mày nói. Tốc độ của Khương Lập Trần tăng vọt, đuổi kịp chút hỏa thần, không kém là bao, hắn cười lớn, có ảnh hưởng gì chứ? Sau đó Phật chủ sẽ tìm đến vị ca ca thâm trầm của ta sao, tìm hắn cũng tốt, để hắn đau đầu, gây rối cho hắn là chuyện ta thích làm nhất. Đôi mắt Lý Hạo hơi nheo lại, đối phương ám chỉ rõ ràng là vị Vũ Hoàng kia. Xem ra hai vị huynh đệ này không hòa thuận nhưng vũ hoàng lại nhờ đối phương đến đón mình trước đó ngươi nói nhờ phúc của ta mới có thể thoát thân bệ hạ để ngươi đến đón ta để đổi lại là thả ngươi ra sao trước khi ngươi ở trong ngục lý hạo liếc nhìn xiềng xích trên tay đối phương Khương lập trần cười lớn đúng vậy hắn còn hứa với ta rằng sau khi đón ngươi về bảo đảm ngươi bình an vô sự thì có thể chịu một kiếm của ta đợi lần này xong ta sẽ trở về đế đô trả lại một kiếm năm xưa Lý Hạo sửng sốt, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của ông lão chơi cờ dưới gốc cây liễu, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót, vị bệ hạ này đầu tư cho mình có vẻ hơi nhiều. Hắn hít sâu một hơi, thu lại những suy nghĩ này, để chúc hỏa thần tăng tốc. Cùng lúc đó, chuyện vô lượng Sơn công khai sử tử đạo Thánh Phong Ba Bình cũng được truyền đi trong các thế lực lớn. Không ít thế lực từng bị Phong Ba Bình ghé thăm, khi biết được tên đại đạo chip này bị bắt, đều vỗ tay hoan hô một số thế lực ở gần vô lượng sơn, sau khi biết tin, lập tức lên đường, đến vô lượng sơn, muốn hỏi phong ba bình về nơi cất giấu những bảo vật đã đánh cắp trước khi hắn bị xử tử. Mà tin tức này, cũng truyền đến phủ thần tướng ở Thanh Châu. Lý Mục Hưu nghe tin, lập tức sửng sốt, sau đó sắc mặt trắng bệch. Phong lão đầu. Lý Mục Hưu ngây người ngồi trong sân, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, có chút mất hồn. Hắn không ngờ rằng, vị cố nhân nửa đời phiêu bạc giang hồ này, lại thực sự bị Phật môn bắt được. Thiên địa vô tung thuật của hắn ta, ngay cả hắn cũng không đuổi kịp. Thần ẩn liễm tức quyết của hắn, có thể khiến hắn hóa thân thành cỏ cây, dù là đi vào phố xá hay núi non, cũng giống như cá vào biển lớn, khó có thể tìm thấy. Ngay cả cấm địa tại cung điện do hàng triệu cấm quân canh giữ, hắn cũng có thể ra vào tự do, không một tiếng động. Nhưng giờ đây, hắn lại bị Phật môn bắt được tin tức này là từ đệ tử thứ xuất của vô lượng sơn truyền đến ngàn chân vạn xác lý mục hưu không thể không tin phong lão đầu sao ngươi lại bị bắt chứ lý mục hưu từ từ nắm chặt tay khóc mắt ương ướt trong lòng dần dần lan tỏa nỗi đau tột cùng dường như muốn xé nát lồng ngực hắn hắn ngồi một mình suốt nửa nén hương sau đó hắn đứng dậy đi ra khỏi sân trước tiên hắn đến từ đường nhìn thấy lý thanh chính ngồi một mình trước bàn cờ bên ngoài từ đường lý thanh chính đang tự mình chơi cờ cũng nhìn về phía lý mục hưu hai người nhìn nhau trong mắt đều thoáng qua một tia buồn bã sau đó liền thu lại cảm xúc trước đây khi họ gặp nhau phần lớn thời gian bên cạnh đều có bóng dáng thiếu niên vui vẻ kia nhưng giờ đây đã không còn nữa nhị ca sao lại rảnh rỗi đến đây lý thanh chính cố nặng ra một nụ cười sắc mặt lý mục hưu u ám nói đến thăm tổ tiên xin tổ tiên thứ tội thứ tội, Lý Thanh Chính nheo mắt lại. Lý Mục Hưu chậm rãi bước vào từ đường, bước chân nặng nề, đi rất chậm, khi bước qua ngưỡng cửa, bước chân của hắn hơi dừng lại, nhưng cuối cùng, hắn vẫn bước qua ngưỡng cửa. Lý Thanh Chính không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn, dường như hắn nhận ra, vị nhị ca từng ngổ ngược, không được phụ thân yêu quý trong nhà này, giờ đây lại sắp làm chuyện gì đó. Hậu bối bất hiếu, bái kiến chư vị tổ tiên lý mục hưu đến trước bài vị kim thân quỳ trên bồ đoàn khẽ dập đầu bài vị hơi rung động nhưng không có tổ tiên hiện thân bởi vì hiện thân cần tiêu hao lực lượng tàn hồn trừ khi có chuyện lớn cần báo chuyện gì một giọng nói bi nghiêm truyền ra không biết là tổ tiên nào trước đây trong trận chiến ở thành thanh châu không ít tổ tiên đã đốt hồn có người tiêu tan có người lực lượng tàn hồn khô kiệt rơi vào trạng thái ngủ say hiện tại chỉ còn lại một số ít anh hùng mạnh mẽ, vẫn còn tỉnh táo. Mặt Lý Mục Hưu hơi run rẩy, cuối cùng, vẫn nói rõ ý định của mình. Ngươi muốn thoát ly Lý Gia. Nghe lời Lý Mục Hưu, vị tổ tiên kia kinh ngạc. Lý Thanh Chính bên cạnh nghe vậy cũng sửng sốt, sau đó ngay người nhìn Lý Mục Hưu. Hỗn trướng, ngươi đang nói cái gì vậy? Trong bài vị, một bóng dáng tàn hồn màu vàng khác hiện lên, thân hình khôi ngô, đầy vẻ giận dữ, lúc trẻ hồ nháo còn chưa đủ sao, mới trấn giữ lý gia được mấy năm, lại bắt đầu tái phạm, ngươi muốn ta đánh ngươi một trận trước mặt tổ tông liệt tổ sao? Phụ thân. Lý Thanh Chính nhìn thấy tàn hồn này, vội vàng từ tư thế ngồi chuyển sang tư thế quỳ, trong đôi mắt già nua hiếm khi lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù năm nay đã ngoài 80 nhưng trước mặt phụ thân, hắn vẫn run rẩy như thời trẻ, giống như sự kính sợ đã khắc sâu vào xương tủy. Lý Mục Hưu nghe thấy giọng nói tức giận truyền đến từ trên đầu, mơ hồ như bên tai có gió tuyết buốt lạnh thổi qua, trong đêm tuyết lớn đó, hắn quỳ trong sân, quỳ ngoài bậc thềm chính đường, nghe phụ thân mắng chửi bên trong, nghe mẫu thân cầu xin, còn có các huynh đệ tỷ muội khác cũng cầu xin cho hắn. Còn hắn lúc đó, trong lòng ngang ngược không phục, nảy sinh oán hận. Nhưng nhiều năm sau, hắn đã sớm buông bỏ, bởi vì hắn cũng có lỗi. Đêm đó, đại ca mà hắn từng ghen tỵ khi còn nhỏ sau khi phụ thân rời khỏi bàn tiệc đã lén mang đến cho hắn một bát mì thịt kho nóng hổi giờ đây nhiều năm sau khi hồi tưởng lại đó vẫn là một trong những món ngon nhất mà hắn từng ăn hai phần còn lại là cá nướng của thiếu niên bên hồ là canh mà nữ tử kia nấu cho hắn khi hắn bị thương vì chém yêu thú năm đó đó đều là những hương vị mà hắn không bao giờ quên được nghĩ đến đêm tuyết đó lại nghĩ đến bóng dáng đại ca tiêu tan ngoài quan ải, hốc mắt Lý Mục Hưu lại thêm phần ướt ác, hắn cúi gập người xuống, trán gần như chạm đất, khi hít thở, bụi đất trên mặt đất đều bị hít vào mũi, có thể ngửi thấy mùi đất nồng nặc. Phụ thân, chuyện này ta không thể không làm, ta đã hứa với lão hữu kia, ta không thể phụ lòng hắn ta. Nhưng hắn là đạo tặc. Tàng hồn màu vàng tức giận nói, thời trẻ ngươi kết giao với những kẻ vô lại đó còn chưa đủ sao, bọn chúng lợi dụng quan hệ của ngươi mượn danh phủ thần tướng của ta đi khắp nơi gây hại ngang ngược vơ vét tiền tài những tổn thất mà ngươi phải chịu còn chưa đủ nhiều sao đó là do thời trẻ hài nhi không hiểu chuyện không nhìn thấu lòng người nhưng lần này thì khác hắn không giống vậy tuy hắn là đạo tặc nhưng chưa bao giờ mượn danh phủ thần tướng của ta để làm loạn bên ngoài mưu lợi cho hắn hắn không giống vậy nhưng hắn là đạo tặc tàn hồn màu vàng tức giận nói nếu bản tính lương thiện, sao lại trở thành đạo tặc? Ăn trộm đồ vật của người khác, có thể là người tốt sao? Lý Mục Hưu ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt già nua đã đầy nước mắt, ánh mắt lại nhìn thẳng vào bóng dáng đầy vẻ giận dữ, nhưng càng nhiều hơn là buồn bã và đau lòng, phụ thân, trên đời này có 8 triệu cách sống, chính đạo tà đạo mỗi bên một nửa, tuy hắn chọn cách sống khác chúng ta nhưng hắn chưa bao giờ hại dân hại nước, chưa bao giờ ức hiếp kẻ yếu, cũng chưa bao giờ hại ta có những kẻ quý tộc thế gia giàu có phá củ xây mới khiến dân chúng phải chạy đi chạy lại dùng thủ đoạn chính đạo để thu gom của cải của dân chúng khiến họ phải lưu lạc cả đời hành vi của họ còn không bằng trực tiếp ăn trộm ngươi đang nói giúp đạo tặc sao ta thấy ngươi cũng sắp thành đạo tặc rồi đấy lý mục hưu chua xót trong đầu đột nhiên nhớ đến lời của lão hữu kia hắn nhỏ giọng nói người trộm thiên đạo là thánh trộm nhân tâm là đế trộm đại quốc là vũ trộm móc câu là tặc hắn có chuẩn mực của riêng mình hắn không giống như vậy ngươi ngươi đúng là không thay đổi chút nào giờ phủ thần tướng vừa mới gặp họa yêu ma hoành hành hoang thần kia đại bại chắc chắn sẽ còn quay lại lúc này ngươi lại muốn rời khỏi phủ thần tướng ngươi có xứng với huynh đệ của ngươi không có xứng với mẫu thân của ngươi không lý mục hưu đau khổ nhắm mắt lại lần nữa cúi đầu hài nhi muốn đi cứu hắn chỉ là không muốn liên lụy đến phủ thần tướng sau này phủ thần tướng gặp nạn, ta nhất định sẽ là người đầu tiên xông ra, là người đầu tiên ngã xuống. Nói xong, tráng hoàn toàn áp xuống đất. Tàn hồn màu vàng kia tức giận còn muốn nói gì đó nhưng lại bị một giọng nói khác cắt ngang. Để hắn đi đi. Phụ thân. Tàn hồn màu vàng quay đầu nhìn lại, có chút ngây người. Hài tử đã gánh chịu quá nhiều trọng trách trên lưng, đừng để hài tử ngay cả quyền kết giao bằng hữu cũng không có, có thể không phụ lòng bằng hữu, trung thành với bằng hữu, chẳng phải cũng rất đáng quý sao?" Tàng hồn màu vàng mờ ảo kia ôn hòa nói. Lý Mục Hưu nghe vậy, mặt đất trước trán đã ướt đẫm. Hắn nghiến chặt răng, dùng sức dập đầu ba cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Tàng hồn màu vàng uy nghiêm kia, thấy sắc mặt đối phương phức tạp, trong mắt vừa bi phẫn vừa đau lòng. "Nếu gia gia ngươi đã nói vậy, ngươi cứ đi đi, đừng nói gì đến chuyện rời khỏi phủ thần tướng nữa." làm xong việc thì về, lần này, ta sẽ dùng mạng mình để lao mông cho ngươi, tàn hồn màu vàng nghiến răng nói. Trong lòng Lý Mục Hưu chấn động, cúi đầu nói, Nhi tử nhất định sẽ trở về tạ tội. Nói xong, lại cúi đầu thật sâu rồi nhanh chóng bước ra khỏi từ đường, không dám dừng lại nữa, sợ sự ấy nấy trong lòng sẽ trói buộc bước chân của mình. Nhị ca, nhất định phải sống sót trở về. Lý Thanh Chính truyền âm. Lý Mục Hưu nghe thấy, bước chân không dừng, lấy ra một chiếc mặt nạ sắc màu đen từ không gian thiên địa, đeo lên mặt. Chiếc mặt nạ này là một thần binh, có thể che giấu hơi thở của hắn, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, còn nỗi buồn trong mắt dần dần thu lại, trở nên sắc bén và tràn ngập sát khí điên cuồng. Lúc này, hắn đột nhiên có chút hối hận, tại sao hai năm trước, khi thiếu niên kia bước ra khỏi nhà, hắn lại không thể ngăn cản một cách dứt khoát, ngay tại chỗ đòi lại công bằng cho hắn. Sự ràng buộc của phủ thần tướng rốt cuộc cũng từng đè nặng lên hắn. Vô Lượng Sơn, nằm ở biên giới Thanh Châu. Nhưng biên giới này lại là hướng nội địa, mặc dù là nơi giao nhau của hai châu nhưng lại phồn hoa thịnh vượng. Những ngọn núi chạy dài kết thành dãy, núi non trùng điệp, sương mù lượn lờ. Trên từng ngọn núi hùng vĩ, có tiếng chuông Phật vang lên, truyền ra âm thanh du dương vang vẳng. Trên khắp các ngọn núi đều có những phiến đá lát đường như những con bạch long từ các ngọn núi kéo dài tụ lại thông đến nơi xa như mạng nhện trải dài khắp bốn phương tám hướng mà nơi kéo dài này cũng được gọi là thế giới phạm thiên tịnh độ vô số người đến từ khắp nơi để bái phật xe ngựa từ đoạn đường lầy lội và con đường đất bụi mù phi nước đại đến con đường đá được tu sửa tốt sự khác biệt này khiến những khách khứa khắp nơi cảm thấy dễ chịu càng đến gần những ngọn núi đó lắng nghe tiếng phật âm tụng niệm truyền ra từ các ngọn núi càng có cảm giác bước vào thế giới tịnh độ tạp niệm cũng dần tiêu tan theo đó những luồng phật quang màu vàng ẩn hiện chiếu rọi từ một số ngọn núi chính giữa lớp sương mù đó là ánh sáng của thần binh phật môn lúc này tin tức về vô lượng sơn mới được truyền ra không lâu những người nghe tin từ khắp nơi đổ về vẫn còn đang trên đường mà ở trên bầu trời thanh châu một bóng dáng đỏ rực lại bao phủ trong ngọn lửa dữ dội gào thét lao tới rất nhanh bóng dáng đỏ rực này cuốn theo, tiến vào vùng đất truyền giáo của Phật môn này. Các thành trì, thị trấn gần đó đều có những ngôi Phật đền sừng sững. Trước đây yêu ma xâm lược Thanh Châu nhưng vùng đất này lại bình an vô sự, yêu ma đi khiêu khích phủ thần tướng, lại không tới treo chọc vô lượng sơn, một trong những thế lực hàng đầu của đại vũ. Điều này cũng khiến người dân ở hàng trăm thành trì, thị trấn gần đó càng thêm tin Phật, biết ơn sự che chở của Phật chủ. Vút, Lý Hạo và Trúc Hỏa Thần trực tiếp vượt qua sơn môn bên ngoài, một thần trận hiện ra, chắn trước mặt họ. Nhưng Trúc Hỏa Thần dùng đạo vực bao phủ thu liễm hơi thở, trực tiếp xuyên qua thần trận, không bị bài xích. Còn Lý Hạo thì dùng đạo vực bao phủ tịch nhang, để họ dễ dàng vào trận. Đợi khi xuyên qua thần trận vào trong, trước mắt là những ngọn núi trùng điệp, mây mù bao phủ và xa xa, một ngọn núi khổng lồ cao chót vót, nằm giữa những ngọn núi xung quanh đó chính là linh cảnh thần sơn nơi Phật chủ ngự trị. Chúc hỏa thần bốn vó đạp lửa, gào thét lao đi. Cùng lúc đó, trong linh cảnh thần sơn, Phật chủ ngồi trên đài sen tím vàng, những chữ Phật màu vàng bao quanh đột nhiên dừng lại. Mắt hắn hơi mở, nhìn ra ngoài linh cảnh Phật đường, dường như xuyên qua từng lớp chướng ngại, nhìn thấy vị khách không mời mà đến. Khách đến rồi, các ngươi tiếp đón đi. Trong mắt Phật chủ, Kim Luân chuyển động, bình tĩnh miễn cười nói. Ba vị Bồ Tát bên cạnh hắn hơi sửng sốt, khẽ tụng kinh Phật đáp ứng, sau đó bay ra khỏi linh cảnh Phật đường, rồi thần hồn lơ lửng trên không, lập tức cảm nhận được khí thế mạnh mẽ đang lao đến từ xa. Chúc hỏa thần! Là thiếu niên kia! Hắn thực sự đến rồi! Ba vị Bồ Tát nhìn nhau, lâm ngũ kinh hơi sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển thành ý cười không ngờ thiếu niên kia lại thực sự chịu xuất hiện vì một tên đạo tặc quả nhiên phật chủ đã đoán đúng ba bóng người lập tức lóe lên biến mất khỏi ngọn thần sơn này cùng lúc đó lý hạo ngồi trên lưng chúc hỏa thần vượt qua nhiều ngọn núi lao nhanh về phía linh sơn đó đứng lại đột nhiên ba bóng người chớp mắt lao đến chắn trước mặt chúc hỏa thần lý hạo lạnh lùng nhìn thấy rõ là ba cường giả tứ lập cảnh cũng chính là bồ tát của vô lượng sơn Nghe nói ở vô lượng sơn, ngoài Phật chủ ra còn có năm vị Bồ Tát, đều là tứ lập cảnh. Các hạ là Lâm ngũ kinh giả vờ không quen, miễn cười hỏi. Lý Hạo nhìn vị Bồ Tát này từng đứng về phía Lý Càng Phong trong yến tiệc chân long, lạnh lùng nói, Thanh Châu gặp phải yêu họa lớn như vậy, gần ngay vô lượng sơn của các ngươi, các ngươi lại không nhận ra ta. Sắc mặt Lâm ngũ kinh hơi thay đổi, lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói, thì ra là hạo thiên tướng quân không trách được có chút quen mắt không biết ngài đến vô lượng sơn của chúng ta có chuyện gì quan trọng quan con mẹ ngươi lý hạo thấy đối phương giả vờ hồ đồ trực tiếp mắng đừng giả vờ hỏi chớ cản đường ta phật chủ ở đâu ba vị bồ tát đều biến sắc không ngờ thiếu niên này lại nóng tính như vậy không hề khách sáo nếu đổi lại là người khác đến đây ít nhất cũng phải nói vài lời hay ho chẳng lẽ không phải Hạo thiên tướng quân đến để xem tên đạo tặc bị chém đầu mà là muốn cầu tình cho hắn lâm ngũ kinh nheo mắt nói Hạo thiên tướng quân bây giờ thân phận của ngài đã khác đừng tự chuốc lấy họa lý hạo nhìn chằm chằm đối phương nói khi các ngươi bắt hắn đi từ thiên môn quan chẳng lẽ không biết quan hệ của ta với hắn giả vờ cái gì Hạo thiên tướng quân xin hãy chú ý lời nói đây là phật môn tịnh địa đừng quá thô lỗ một vị bồ tát bên cạnh lạnh mặt nói cúc lý hạo trừng mắt đạo vực trấn áp trực tiếp đánh bay đối phương ra xa hàng trăm mét phun ra một nguồn máu tươi đối với bằng hữu ta uống rượu làm thơ đối đãi tử tế đối với đám đầu trọc các ngươi ta chửi các ngươi còn làm bẩn miệng ta hạo thiên tướng quân đừng quên thân phận của mình ngươi muốn gây họa vì một tên đạo tặc sao vậy thì xem xem các ngươi có xứng để ta gây họa không ánh mắt lý hạo lạnh lùng một luồng uy thế chấn động phát ra tầm một tiếng ba người bao gồm cả lâm ngũ kinh đều tái mặt chỉ cảm thấy một luồng uy thế khó có thể tưởng tượng được trấn áp xuống có cảm giác muốn quỳ xuống ngay tại chỗ trong lòng bọn họ tràn đầy nỗi kinh hãi mặc dù biết thiếu niên này vô cùng đáng sợ không phải bọn họ có thể ngăn cản nhưng khi đích thân trải nghiệm mới biết được khoảng cách giữa đôi bên lớn đến mức nào hơn nữa thiếu niên này hung dữ bạo ngược hoàn toàn không khách sáo ngang ngược vô cùng dùng uy thế chấn lui ba vị bồ tát lý hạo không nói thêm lời nào điều khiển chúc hỏa thần lao đến trước linh cảnh thần sơn chỉ thấy phật đường chí tôn hùng vĩ tráng lệ kim bích huy hoàng mang theo hơi thở trang nghiêm ánh mắt lý hạo lạnh lùng hắn có thể cảm nhận được bên trong có một luồng khí tức mênh mông ẩn chứa ẩn núp bên trong giống như biển sâu vực thẳm tỏa ra hơi thở dương cương thuần khiết đứng lại đây là phật môn tịnh địa cho dù ngươi là tướng quân triều đình trước phật môn bốn bóng người hộ pháp nhìn thấy lý hạo từ trên trời giáng xuống khí thế hung hăng vội vàng tiến lên ngăn cản quát lớn đã biết thân phận của ta các ngươi còn dám vô lễ ngăn cản cúc ánh mắt lý hạo lạnh lùng trực tiếp bước tới uy thế cuồn cuộn ép bốn vị hộ pháp này vào tường của phật đường chí tôn giống như một cơn cuồng phong trấn áp khiến bọn họ không thể nhúc nhích sau đó lý hạo cúng lấy những chiếc lá rụng khắp nơi bước vào phật đường hắn đứng ở cửa dường như chặn hết ánh sáng chiếu vào phật đường hắn cũng nhìn thấy phật chủ đang ngồi trên đài sen tím vàng ở phía trước thân hình to lớn vĩ đại ánh mắt của hai người nhìn nhau một người thuần khiết ôn hòa không nhìn ra bất kỳ suy nghĩ nào dường như sẽ không bao giờ tức giận còn người kia thì ánh mắt sắc bén không hề che giấu tâm trạng của mình lúc này hạo thiên tướng quân phật chủ nhẹ giọng mỉm cười phật chủ ta là công tước trong triều gặp ta rồi sao còn chưa quỳ xuống đôi mắt lý hạo lạnh lùng nghe thấy giọng nói đầy uy thế của lý hạo sắc mặt phật chủ vẫn không thay đổi vẫn mỉm cười nói hạo thiên tướng quân tuy là công tước nhưng phật môn chúng ta ở ngoài triều đình không bị ràng buộc bởi lễ nghi rườm rà của triều đình hơn nữa hàng trăm năm trước ta có công hàng ma đã được vũ hoàng bệ hạ ban tặng công chương ngay cả khi diện kiến bệ hạ ở triều đình cũng không cần quỳ xuống hành lễ ánh mắt lý hạo nheo lại cười lạnh nói hay cho một công chương trạng hàng ma hay cho một công chương trạng hàng ma hạo thiên tướng quân dường như ngươi có hiểu lầm gì đó với bổn tọa phật chủ ánh mắt ôn hòa nhẹ giọng nói lần này ngươi tức giận đến đây vì chuyện gì chẳng lẽ muốn giúp tên đạo tặc kia thoát tội ánh mắt lý hạo đột nhiên bùng lên sát khí lạnh lùng nói hắn không phải đạo tặc hắn là đạo thánh tặc chính là tặc đội lốt thánh nhân chính là sĩ nhục thánh nhân phật chủ mỉm cười nói hạo thiên tướng quân ngươi nên suy nghĩ kỹ lời mình nói thay một kẻ gian ác khét tiếng biện hộ cho dù ngươi có công trạng giải cứu lương châu giải cứu thanh châu chỉ sợ cũng phải gánh chịu một số tiếng xấu tuy không đến mức khiến ngươi bị tước bỏ tước vị nhưng ánh mắt của bách tính thiên hạ đều sáng suốt kết giao với đạo tặc sẽ không có kết cục tốt ta vốn tưởng rằng ít nhất ngươi cũng chỉ có chút thản nhiên không ngờ ngươi lại giả tạo đến mức này lý hạo tiến lên từng bước khí thế trên người cũng tăng cao theo đó ánh mắt hắn lạnh lùng khi ngươi bắt hắn đến đây chẳng lẽ không biết quan hệ của ta với hắn nếu hắn không phải trấn thủ thiên môn quan vì ta làm sao các ngươi có thể bắt được hắn lần này ngươi công khai xử tử chẳng lẽ ngươi không ngờ ta sẽ đến sao bây giờ ngươi hà tất phải nói những lời giả dối này cứ nói thẳng ra, hành động này của ngươi là nhằm vào ta hay là có mục đích khác, ta có thể như ngươi mong muốn, công danh mà thôi, cởi bỏ thì có sao, cho dù ta không có tước vị, không mang danh tướng quân, chẳng lẽ đến lượt ngươi sao, ngươi muốn, cứ việc tranh giành. Lúc này, Lâm Ngũ Kinh và ba vị Bồ Tát khác cũng đuổi theo từ phía sau, nghe thấy Lý Hạo chất vấn Phật chủ trong Phật đường này, đều biến sắc. Lâm Ngũ Kinh không nhịn được nói, Hạo Thiên tướng quân ngươi nói chuyện khách sáo một chút phật chủ công đức vô lượng phật môn chúng ta giải cứu hàng tỷ bách tính há có phải như ngươi cứu vớt hai châu là có thể so sánh ngươi đừng quá cúc lời còn chưa dứt lý hạo chỉ khẽ quát hắn không quay đầu lại chỉ bước về phía trước một bước một luồng uy thế bùng phát từ sau lưng hắn như một cú đấm nặng nề giáng xuống đánh bay ba vị bồ tát đang đuổi tới lại phun máu nhìn thấy ba vị bồ tát bị thương trước mắt mình cuối cùng phật chủ cũng thu lại vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh nói ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ lợi dụng tên đạo tặc này không ngờ ngươi lại cấu kết với tên đạo tặc này bây giờ ngươi vinh hoa phú quý đừng quên ân sủng của bệ hạ đối với ngươi ngươi đến đây chỉ trích phật môn chúng ta xông vào phật đường của chúng ta chỉ vì một tên đạo tặc ngươi có xứng với ân sủng của bệ hạ có xứng với sự kính trọng và tin tưởng của bách tính đối với ngươi không